nhân, đấng phá tan bóng tối nên tội lỗi, đấng duy nhất có thể giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và đưa ta đến nguồn sáng vĩnh cửu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất một nhiệm tức là từ cõi chết sống lại, hồn thánh kêu gọi con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Về chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sắng tự hành những bí tích tưởng niệm bầu nhìn vượt qua của Đức Kitô với niềm hy vọng sẽ được cùng người chiến thắng sự chết và cùng người luôn sống hết đời với Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đêm dài anh kinh qua được cơ vui Chúa vào lòng tin hữu. Xin thanh hoa ngọn lửa tối này và trong suốt thời gian mừng lễ vừa qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng mừng đến thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi để mãi sau chúng con xin đang ở thiên cung tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Kitô vẫn là Thầy hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, người làm chủ thời gian và muôn thế hệ, và Thuế Đức Kitô đứng vinh hiển quyền năng và vạn thuế. Amen. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Xin Đức Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu rạng ánh sáng của người để phá tan bóng tối đang bao trùm lòng trí chúng ta. Ánh sáng Chúa Kitô,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
phục vụ lời Chúa được cử hành long trọng trong